Kính chào anh chị ạ. Rất vui được gặp lại anh chị. Sau đây em xin được hướng dẫn cho mình các trường hợp xóa và hủy hóa đơn trên phần mềm Minh Sáng trên Mi.net 2017 ạ. Thì đối với phần này là mình em xin hướng dẫn cho mình đối với trường hợp mà anh chị có sử dụng bên phần quản lý hóa đơn, thì bên phần quản lý hóa đơn mình sẽ có các cái bước để mình vào trên phần mềm. Thì bây giờ trước khi mà vào trên phần mềm, em xin hướng dẫn cho anh chị sơ qua về cái trường hợp hủy hóa đơn và xóa hóa đơn mình sẽ thực hiện như thế nào. Thì bên phần hủy hóa đơn thì là đối với những cái hóa đơn mình in thử hay là in sai, in thừa hoặc là in trùng, in hỏng thì mình phải hủy trước khi mình thanh toán cái hợp đồng in nó. Hoặc là bên doanh nghiệp anh chị có một số hóa đơn và sau khi mình chuyển địa điểm mà mình không có dùng tiếp những cái phần hóa đơn còn lại nữa thì anh chị sẽ thực hiện các bước hủy hóa đơn. Thì đây là một số các trường hợp như vậy. Thì để mà thực hiện xong cái phần này thì anh chị có thể là mình sẽ vào bên quản lý hóa đơn và sang bên các tab hủy hóa đơn, thêm mà mình điền đầy đủ các cái thông tin. Sau khi mà bấm kích mình có thể mình in được cái bên phần thông báo kết quả hủy hóa đơn. Còn đối với bên cái phần xóa hóa đơn này thì anh chị cũng có thể là mình sẽ giống như là anh chị sẽ phát hiện ra là mình đang hóa đơn của mình đang sai ở đâu, và giống như là bị điền sai thông tin của cái khách hàng đó, thì anh chị sẽ có các cái bước mình xử lý, thì mình phải gạch chéo hoặc lưu giữ có hóa đơn đó, và sau đó chị sẽ lập lại một cái hóa đơn tương tự. Thì đối với phần này thì để anh chị vào, anh chị sẽ vào giúp em bên quản lý hóa đơn và mình sẽ sang cái tab là xóa hóa đơn, thêm đầy đủ các thông tin và sau đó mình sẽ sang lại. Khi mà lập bên đây thì cái số hóa đơn ở bên cái phân hệ bán hàng của mình nó sẽ bị tự động mất, và anh chị sẽ sang lại cái chứng từ đó và mình sửa lại thông tin, và sau đó chị sẽ bắt đầu là cấp lại số hóa đơn để cho nó nhảy lên một cái số hóa đơn mới. Thì bây giờ là em đã hướng dẫn sơ qua cho như vậy rồi, bây giờ em sẽ cùng với anh chị mình sẽ tiến hành thẳng trực tiếp ở trên phần mềm Mi.net 2017 luôn nhé. Thì đầu tiên anh chị sẽ vào giúp em đối với bên cái phần mềm này là dành cho trường hợp là anh chị có sử dụng cái phân hệ là quản lý hóa đơn như thế này. Như là bình thường anh chị không sử dụng thì nó sẽ không có nhiều cái tab ở trên này. Và khi biết mà anh chị muốn sử dụng được cái quản lý hóa đơn này, anh chị sẽ vào giúp em bên phần hệ thống và mình sẽ vào tùy chọn. Và anh chị sẽ chọn giúp em bên phần tùy chọn chung này, nó sẽ có là bên các cái hóa đơn như thế này ạ. Là mình sẽ chọn là sử dụng cái phần mềm để quản lý phát hành hóa đơn. Anh chị sẽ chọn tương ứng ở đây. Thì để là nó sẽ có cái phần giống như là một nó đang cho mình một cái điều kiện mà anh chị sẽ phải bấm tuân thủ rất những đồng ý hết những cái nội quy của nó, rồi sau đó là anh chị sẽ vào mình có thể sử dụng, mình thông báo phát hành hóa đơn theo cái số hóa đơn bao nhiêu và cấp số hóa đơn như thế nào. Thì về phần này anh chị cũng có thể là mình, nếu mà ở những cái tab nào mà anh chị thắc mắc á, anh chị có thể bấm cái phím giúp ở phía trên cùng này, hoặc là sẽ bấm cái phím F1 ở trên bàn phím, thì nó sẽ thể hiện cho mình một số cái thông tin, nên giống như là nó sẽ một cái số cái trợ giúp để cho mình có thể là mình lập được cái chứng từ. Đây, ví dụ như đăng ký hóa đơn thì nó sẽ hướng dẫn cho anh chị khá là chi tiết luôn ạ. Ở đây chị có thể bấm lập hóa đơn hoặc là tải các cái mẫu quyết định áp dụng theo hóa đơn. Mình sẽ bấm tương ứng ở đây để cho nó hiển thị ra theo từng cái trang. Thế này. Thì cái này là em bây giờ là em xin phép là làm trước cái trường hợp đầu tiên, đó là cái trường hợp hủy hóa đơn này, cái phần hủy hóa đơn. Thì anh chị sẽ vào bên cái quản lý hóa đơn. Thì đây là dành trong cái trường hợp mà anh chị, ví dụ như là anh chị chưa có sử dụng hết cái số hóa đơn đó, và anh chị có mình chuyển đi một cái địa điểm khác, và sau đó là anh chị mới bắt đầu là mình sẽ hủy những cái số hóa đơn còn lại. Đây mình sẽ có cái bước như thế này. Anh chị sẽ sang bên cái quản lý hóa đơn này và mình sẽ chọn giúp em bên cái tab là hủy hóa đơn ở trên này, và sau đó chị sẽ bấm thêm, và hoặc là anh chị cũng có thể chọn giúp em bên góc trái màn hình, nó sẽ có là cái phần này, bên cái dòng là hủy hóa đơn này ạ. Thì cái này nó cũng lên cho mình một cái chứng từ luôn ạ. Anh chị có thể là chọn ở trên đây. Thì khi mà mở được cái phần mà thêm được cái phần hủy hóa đơn thì anh chị sẽ xem cái mình sẽ điền đầy đủ các cái thông tin ở trên cái hóa đơn này. Thì ví dụ như là hóa đơn
ngày này thì anh chị thấy nó hiển thị cái ngày lên, thì cái ngày này chính là cái ngày mà ở trên cái hệ thống, cái ngày hệ thống trên máy tính của mình là có thời điểm hiện tại. Thì anh chị nếu mà anh chị hủy hóa đơn trong khoảng thời gian nào, có thể chọn cái khoảng thời gian tương ứng nha. Thì ví dụ như là cái này là em hủy cái hóa đơn là ngày 25 tháng 10 năm 2017, vì nguyên là do dữ liệu mà em bắt đầu từ năm 2017. Khi mà anh chị lập xong ở cái phần này, ngày hóa đơn là mình chọn xong rồi, thì còn đối với cái phần số hóa đơn số này, cái số mà bên cái phần này thì anh chị trên phần mềm nó sẽ lấy theo cái hệ thống tùy chọn đã thiết lập sẵn, và nó sẽ tự động nhảy cái số tự tăng dần để khi mỗi khi anh chị lập cái biểu hóa đơn. Thì ở đây anh chị cũng có thể là nhập lại theo tương ứng cái số hóa đơn bên mình, ý mình cũng được luôn, thì anh chị có thể nhập lại đây cũng được nhé. Thì cái này là em sẽ lấy theo cái số của bên hệ thống. Và cơ quan thuế thì anh chị cũng có thể nhập giúp em cái những cái khoản như là bên mình là theo chi cục nào, thì anh chị có thể nhập chi cục thuế. Hoặc anh chị khi mà ví dụ như anh chị kiểm tra ở trên này, anh chị muốn là mình sẽ có một cái phần trợ giúp nào đó để mình có thể biết là mình điền cái hủy hóa đơn này mình sẽ điền như thế nào, thì anh chị có thể bấm chọn giúp em bên cái giúp ở đây nhé, hoặc là bấm F1 ở trên bàn phím. Và khi mà anh chị chọn lên nó sẽ có cái phần thông báo, anh chị sẽ có thể là mình sẽ nhập ra tương ứng, nên nó sẽ hướng dẫn cho anh chị thôi, còn anh chị sẽ dựa theo cái thực tế bên đơn vị của mình như thế nào thì anh chị sẽ nhập vào tương ứng nha. Khi mà anh chị chọn xong rồi thì em sẽ lặp lại ví dụ như thế này, để em sẽ lại chi cục thế. Lý do hủy thì anh chị có thể là ghi là mình thực hiện hủy các số hóa đơn từ bao nhiêu đến bao nhiêu, thì anh chị sẽ chọn tương ứng ở đó nhé. Ở đây em sẽ xem thử là mình có cái lý do hủy bây giờ là anh chị sẽ ghi giúp em là mình thực hiện hủy hóa đơn từ số 002.5. Ví dụ như là chị em có đăng ký trước đó, em có đăng ký một số cái thông báo phát hành của hóa đơn từ cái số bao nhiêu đến bao nhiêu, và còn lại bao nhiêu cái hóa đơn thì em sẽ nhập bên đây em hủy. Ví dụ như thế này, phương pháp hủy thì anh chị sẽ chọn giúp em là hủy bằng cái gì thì mình sẽ nhập bằng cái đó. Ví dụ như anh chị hủy bằng bằng máy hủy giấy nhé, và mình sẽ chọn ở đây. Và ở trạng thái thì anh chị có thể chọn tương ứng là mình chưa nộp hay là mình đã nộp, có thể là theo bên đơn vị mình nhé. Và tiếp theo là chính là cái phần là theo quyết định hủy hóa đơn, anh chị sẽ chọn em cái khoảng thời gian mà quyết định là bao nhiêu thì chị sẽ chọn tương ứng ở đó. Ví dụ như là cũng là ngày 25 tháng 10 năm 2017 luôn, thì chị sẽ nhập tương ứng ở đây, và số hóa đơn chị sẽ nhập giúp em cái số hóa đơn tương ứng luôn ạ. Cái này là quyết định hóa đơn 000. Ví dụ như thế này, và phía dưới này là tệp đính kèm, chị có thể chọn giúp em tương ứng luôn ạ. Ví dụ như tệp này là tệp đính kèm về quyết định hủy hóa đơn, thì chị ví dụ như chị có một cái file về quyết định hủy hóa đơn thì có thể chọn tương ứng. Mình sẽ có một cái file đính kèm nào đó thì chị có thể chọn đó. Ở cái biên bản này có thể là chị sẽ chọn cái khoảng thời gian mình hủy hóa đơn. Ví dụ như cái này là cũng là ngày 25 tháng 10 năm 2017, khoảng thời gian này. Khoảng thời gian nó sẽ cập nhật cho cái giờ hệ thống, chị có thể nhập cái khoảng giờ vào biên bản thì có thể mình sẽ nhập vào đây. Và tệp đính kèm nếu có thì có thể đính kèm ở đây nhé. Đây là biên bản hủy hóa đơn, chị sẽ chọn tương ứng này. Và sẽ có một điểm lưu ý là đối với cái phần mà bản kê hóa đơn cần hủy là anh chị sẽ chọn giúp em loại hóa đơn. Ví dụ như là anh chị đi hủy theo hóa đơn giá trị gia tăng thì mình sẽ chọn tương ứng hóa đơn giá trị gia tăng. Còn nếu là như là các cái phiếu xuất kho kinh vận chuyển hay là những cái phiếu xuất kho gửi hàng bán đại lý hoặc là tên vé thẻ mà anh chị có đang thông báo trước đó rồi thì anh chị sẽ chọn nhé. Ở đây là em đang hủy cái phần hóa đơn giá trị gia tăng, mình sẽ chọn tương ứng đây. Mẫu hóa đơn thì mình sẽ chọn vào đúng cái mẫu này, và ký hiệu hóa đơn
cũng là cái này luôn. Cái từ số đến số này thì anh chị sẽ nhập giúp em cái theo cái số mà anh chị cần bỏ. Này, khi mà anh chị nhập xong rồi thì ở đây cái số lượng nó sẽ tự động nó nhảy cho anh chị số lượng là 6 cái hóa đơn. Và khi mà anh chị lập xong rồi thì sẽ bấm cất. Thì lúc này là cất xong, anh chị cũng có thể là mình sẽ kiểm tra lại cái thông tin này, hoặc là anh chị có thể là in được theo cái thông báo kết quả hủy hóa đơn ở trên đây. Anh chị sẽ bấm vào đây nhé, bấm vào trong cái mũi tên nhỏ bên cạnh nút in nhanh thì nó sẽ có thông báo. Và anh chị sẽ xem lại cái chi tiết ở đây, mình có thể là mình in ra, bằng hoặc là xuất ra Excel hoặc là xuất ra cái file XML. Trên đây nó sẽ có cái thông tin tương ứng để anh chị chọn ạ. Anh chị sẽ kiểm tra thông tin xem là đúng chưa và mình sẽ bắt đầu mình xuất ra hoặc là mình in ra. Rồi, mình sẽ đóng cái lại. Thì đây là cái trường hợp anh chị hủy hóa đơn. Hóa đơn sẽ có cái như thế này. Tức là anh được cái phần thông báo hủy hóa đơn. Và tiếp theo đó chính là phần 2 là cái phần mà anh chị xem mình muốn xóa cái hóa đơn trong cái trường hợp anh chị. Ví dụ như anh chị lập sai thông tin của cái hóa đơn đó và anh chị đã cấp cái số hóa đơn rồi nhưng mà sau đó anh chị thấy sai thì muốn sửa lại thì mình không biết làm như thế nào, thì cái đó chính là cái trường hợp mà mình xóa cái hóa đơn nha anh chị. Thì để xóa được cái hóa đơn, anh chị sẽ vào bên quản lý hóa đơn và sang tách xóa hóa đơn, thêm và điền đầy đủ các thông tin. Rồi, em sẽ mở trực tiếp trên phần mềm luôn ạ. Anh chị sẽ vào lại bên cái phân hệ và bên cái quản lý hóa đơn này. Thì ví dụ như là ở bên cái phân hệ bán hàng này, anh chị có một cái chứng từ. Em ví dụ như ra một cái chứng từ ở tháng 1 đi nha. Cũng này nha. Ví dụ như chứng từ 04, bán hàng 04 này. Là cái số hóa đơn là 000003. Là nhà công ty Phúc Thái này. Ví dụ ở trên đây cái thông tin của anh chị nó đang bị sai là như là bị sai cái mã số thuế hay là sai cái địa chỉ hay như thế nào đó, anh chị muốn sửa lại mà mình không biết là mình sẽ sửa lại như thế nào. Ví dụ như ở đây cái mã số thuế nó bị sai cấp hóa đơn này, thì anh chị muốn sửa lại mà mình đã cấp, mình đã lập hóa đơn rồi, sửa lại thì nó mình đã in cho người ta rồi, nó không có đúng, thì anh chị sẽ bắt đầu mình sẽ lập một cái phần xóa hóa đơn. Mà xóa ở đây là mình sẽ cấp lại số hóa đơn tương tự và mình có thể mình in ra cái chứng từ đó mình gửi lại cho khách hàng. Thì anh chị sẽ lưu ý giúp em nha. Đây là cái chứng từ PH, là chứng từ bán hàng 0004 và số hóa đơn là 0003. Ở đây và số tiền là 12.456.000. Và bây giờ là em sẽ thực hiện trực tiếp và xóa cái phần hóa đơn này. Anh chị sẽ vào bên phân hệ quản lý hóa đơn và sẽ sang giúp em bên cái tách xóa hóa đơn này. Ở đây anh chị có thể bấm thêm ở phía trên cùng hoặc là chị có thể bấm xóa hóa đơn ở bên góc trái màn hình. Nó cũng hiển thị tương tự nhau thôi ạ. À. Khi mà anh chị chọn lên ở đây rồi, nó sẽ có cái thông tin chung. Cái này nó sẽ lấy theo cái ngày theo hệ thống ở trên máy. Anh chị cũng có thể nhập lại cái hóa đơn này, anh chị sẽ xóa vào một cái ngày nào đó. Anh chị sẽ chọn. Ví dụ như anh chị xóa cái hóa đơn này vào ngày 30 tháng 4, 2017. Cái số này thì nó sẽ tự động nó lấy theo bên hệ thống đã thiết lập tự động rồi, và nó sẽ lấy theo cái số thứ tự tăng dần khi mà chị lập chứng từ. Chị cũng có thể là nhập lại cái số chứng từ ở đây, nhưng mà miễn là nó đừng có bị trùng với những cái chứng từ mà mình đã nhập trước đó nha. Thì phần lý do xóa bỏ thì anh chị có thể ghi là mình bây giờ xóa bỏ là mình ghi là hóa đơn bán hàng của công ty. Vậy có thể ghi diễn giải như thế nào mà mình có thể là mình dễ phân biệt nhất nhé. Bị sai thông tin có thể là như vậy, hoặc là chị có thể ghi là bị sai mã số thuế hay mình ghi chi tiết ra luôn để cho mình dễ phân biệt. Và khi mà anh chị chọn xong cái phần này, tiếp theo mình sẽ xuống bên cái phần biên bản thỏa thuận. Biên bản thỏa thuận này cái ngày thì anh chị có thể chọn là tương ứng cái ngày mà mình bắt đầu mình lập cái hóa đơn thỏa thuận đó. Ví dụ như cái này là cũng vào ngày 5/5/2017. Cái số mà biên bản thỏa thuận này chị có thể là mình sẽ nhập tay khoản khác này. Cái này mình sẽ nhập là 4. Cái này về việc sai
có thể nhập những cái phần mà lý do xóa bỏ hay là về việc nào thì có thể ghi chi tiết ra để cho mình sẽ dễ phân biệt. Và cái này nếu mà biên bản thỏa thuận chỉ có cái file đính kèm thì có thể chọn nó đây nhé. Đây nó sẽ có cái phần mà biên bản đó mình chọn. Khi mà anh chị chọn xong rồi thì tiếp theo đó chính là cái phần hóa đơn xóa. Anh chị muốn xóa hóa đơn nào có thể chọn giúp em vào cái dòng là xóa hóa đơn, số hóa đơn. Và mình bấm vào trong cái dấu ba chấm như thế này. Khi mà anh chị bấm vào đây thì sẽ chọn cái khoảng thời gian, cái chứng từ lúc nãy của mình là của tháng bao nhiêu, tháng mấy thì anh chị sẽ chọn được ở đây. Ví dụ như lúc nãy của mình là tháng 1. Nó nằm trong tháng 1 thì anh chị có thể chọn, miễn là mình có thể lấy được cái số chứng từ đó lên là được nha anh chị. Anh chị sẽ bấm lấy dữ liệu. Thì ở trên này anh chị sẽ chọn giúp em đến cái số hóa đơn mà anh chị khai báo bị sai. Đó chính là cái số hóa đơn 0003 lúc nãy em có báo cho anh chị biết đó. Anh chị sẽ chọn giúp em tương ứng với cái số hóa đơn này nhé. Đây là hóa đơn 0003. Anh chị sẽ đo chuột vào thì em xem có phải cái số hóa đơn này không, nhưng mà tại sao nó không lại hiển thị lên cái đối tượng của mình. Thì khi anh chị chọn nó sẽ hiển thị cái phần đối tượng riêng của mình lên nhé. Thì em sẽ xem lại cái số hóa đơn này. Sẽ kiểm tra lại xem nó có đúng hay chưa. Còn số hóa đơn 004, còn số 001 này. Ta mất 1/2017. Để em kiểm tra lại cái thông tin của nó xem là đúng chưa. Là do cái hóa đơn lúc nãy là mình anh chị sẽ chờ một xíu nha để em tìm lại cái số hóa đơn này, nhưng vì sao mà nó không có hiển thị lên. Tài khoản thuế mình chưa có chọn. Em ghi được hình ảnh lại. Để em chỉ chọn một cái chứng từ khác để em chỉ có thể là nhìn thấy. Tại vì cái này là em đã đối trừ rất là nhiều rồi. Tại vì do cái này mà số thuế em chưa có chọn nên nó không có lên ở trên cái bảng này. Thì ví dụ như em sẽ chọn một cái chứng từ cũng là một cái thái. Anh chị có thể chọn đây được, rồi mình sẽ chọn cái mình có chứng từ bất chợt hay không mình đẩy. Ví dụ như đây này có một cái chứng từ mà anh chị lập, chứng từ bán hàng. Cái 50 này anh sẽ xem vào cái số hóa đơn 50 trên này nó có chưa. Ví dụ như cũng là cái Phú Thái luôn nha anh chị, nhưng mà cái chứng từ là 50. À, chứng từ này anh chị sẽ xem nha. Ở đây nó có cái số hóa đơn của mình rồi. À, số hóa đơn này đọc ở đây rồi nhé. Và khi mà anh chị chọn ở đây xong này, nó sẽ hiển thị cho anh chị cái đối tượng là cái nhà công ty Phú Thái và chọn tiếp theo cái địa chỉ ra tương ứng trên cái chứng từ. Khi mà anh chị chọn xong anh chị sẽ bấm cất.
Đây, cái này thì mình cứ bấm dép luôn. Rồi khi mà anh chị bấm dép này xong, anh chị sẽ vào bên lại bên cái phân hệ bán hàng này. Và anh chị sẽ nạp lại cái dữ liệu nhé. Và cái chứng từ Phú Thái lúc nãy của anh chị nè, đây là cái chứng từ V0039. Nó đã tự động nó mất đi cái số hóa đơn 50 của anh chị có thể lọc ở đây là số 50 thì nó sẽ không còn hiển thị lên cho anh chị cái số hóa đơn nữa. Thì lúc này nó sẽ tự động nó xóa đi cái phần thông tin. Rồi anh chị có thể là bấm bây giờ là mình sẽ phải bấm click đôi vào trong chứng từ này. Mình sẽ kiểm tra lại số liệu. Anh chị thấy là bên các hóa đơn này bây giờ nó đã mất hết cả cái mẫu số và ký hiệu hóa đơn và số hóa đơn ở đây. Rồi anh chị sẽ vào đây và mình sẽ bấm chọn lại. Thì ví dụ như anh chị sẽ bấm bỏ ghi và mình sẽ sửa. Rồi, ví dụ như anh chị ở đây bị sai một số thông tin như là số thuế, chị sẽ nhập lại. Ví dụ là 51 hay là cái địa chỉ như thế nào, anh chị có thể nhập lại tương ứng ở đây giúp em nhé. Rồi mình sẽ nhập lại, điền đầy đủ các cái thông tin vào. Rồi sau khi mà anh chị chọn đầy đủ xong, anh chị sẽ bấm cất ở đây. Thì bên đây cái số hóa đơn của mình thì mình không có sửa được là do mình sử dụng cấp số hóa đơn á. Anh chị sẽ bắt đầu, bây giờ mình sẽ bắt đầu bấm cất. Kiểm tra thông tin đầy đủ rồi. Yes. Khi mà anh chị làm xong rồi, anh chị sẽ bắt đầu bấm cấp số hóa đơn ở đây. Khi mà cái chứng từ bán hàng này của mình đã đúng hết rồi thì anh chị mình bắt đầu mình bấm cấp số hóa đơn và mình chọn các thông tin. Đây, mình chọn các thông tin thì số hóa đơn nó sẽ tự động nhảy theo cái số như thế này. Và ngày cấp hóa đơn là ngày bao nhiêu, chị thấy có thể là chọn lấy ngày cho hóa đơn và sau đó chị sẽ bấm đồng ý. Thì hóa đơn phải lấy hơn ngày hóa đơn liền kề. Đây thì trên đây cái đã cấp số hóa đơn là ngày 20 tháng 5. Ví dụ như đây sẽ là ngày 21 tháng 5 năm 2017. Thì sẽ bấm đồng ý ở đây ạ. Và khi mà anh chị chọn xong ở trên cái bước này, rồi mình sẽ bắt đầu mình bây giờ mình kiểm tra là anh chị thấy là nó có sẽ có cái số hóa đơn lên một cái số khác rồi. Đây là nhảy lên cho anh chị. Thì đây là một cái trường hợp mà anh chị xóa số hóa đơn và anh chị cấp lại số hóa đơn mới. Và mình cũng có thể là mình in lại những cái hóa đơn với chị Gia Tân mà mình sẽ đưa lại cho bên khách hàng. Đây, mình có thể in là tương ứng trên này, phụ thuộc vào theo cái mẫu hóa đơn mà anh chị cần in. Thưa anh chị, là vừa rồi em đã hướng dẫn qua cho mình đối với về phần là mình xóa hóa đơn và mình hủy hóa đơn và có theo dõi theo quản lý hóa đơn ở trên phần mềm. Thì nếu anh chị có mắc gì về phần mềm có thể trao đổi giúp em dưới bình luận ở phía dưới thì mình em sẽ phản hồi lại cho anh chị nhé. Dạ, thì em cũng rất mong là anh chị sẽ có những cái phản hồi và đóng góp để bên em có thể làm sẽ rút lại kinh nghiệm, hoặc là bên em sẽ có những cái câu hỏi để tổng hợp lại cho mình ạ. Dạ, cảm ơn anh chị đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Thì kính mong anh chị sẽ chia sẻ video clip này đến bạn bè hoặc là tất kênh bạn bè về với phần mà xóa và hủy hóa đơn này trên phần mềm để có thể là mình sẽ thực hiện một cách nhanh chóng hơn, phụ thuộc vào trên phần mềm như xóa trên Microsoft 2017 và có đối với cái phần mà quản lý hóa đơn ạ. Dạ, kính chúc anh chị có một buổi làm việc thật là tràn đầy năng lượng và gặt hái được nhiều thành công ạ. Em xin kính chào anh chị và hẹn gặp lại anh chị ở Gala Stream tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị. Để mất đi học được biết được là